2022, bắt đầu từ ở cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh và đến với ngã tư An Sương. Và đường quốc lộ 22 này là một phần của đường xuyên Á, tức là từ đường này chúng ta có đến được các nước Đông Nam Á. Hiện tại thì đường này đi đến Campuchia, đến với Lào, đến với Việt Nam, đến với Thái Lan. Nên đây là một phần của đường xuyên Á. Và sáng nay nhà hàng Hoàng Minh đang phục vụ đoàn. Đây là nhà hàng Hoàng Minh 2. Đặc sản của nhà hàng Hoàng Minh 2 nổi tiếng đó là bánh canh Trảng Bàng. Gửi người về nông bên. Thôi cái việc